Kính thưa chư tôn đức tăng ni, các quý Phật tử và tất cả mọi người, tính đến ngày hôm nay 31 tháng 1 2019, trên toàn cầu đã có 9.920 trường hợp nhiễm dương tính virus corona chủng mới đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, và đã có 213 người Trung Quốc qua đời. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, người thân trong gia đình và mọi người, tôi xin hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế để đảm bảo sự an toàn, ngăn ngừa sự lan truyền của dịch phổi corona. Phần hướng dẫn này gồm có hai: thứ nhất là cách đeo, và thứ hai là cách tháo mở khẩu trang. Về cách đeo gồm có các bước như sau: bước 1, rửa hai tay bằng xà phòng thật là sạch, lau khô hai tay. Bước 2, mở hộp khẩu trang và lấy khẩu trang ra, đảm bảo khẩu trang còn nguyên vẹn, không bị hư, rách, nát, lủng. Bước 3, để ý hai màu của khẩu trang. Màu xanh có khả năng chống nước đặt ở bên ngoài, màu trắng có khả năng hút ẩm đặt ở bên trong. Bước 4, để ý đến cái mép vành của khẩu trang có cái sóng để kẹp vào mũi và đặt ở vị trí bên trên. Bước 5, dùng hai tay móc vào hai dây ở bên trái và phải, đưa vào hai lỗ tai để bọc lại. Bước 6, dùng hai ngón tay ấn vào sóng mũi và kéo từ ngay đỉnh mũi ấn ra như thế này để nhìn thấy rõ cái vành mép này đó đã bám sát vào trong sóng mũi. Bước 8, kéo khẩu trang xuống bên trên là giữ ở vị trí 2/3 mũi, bên dưới kéo xuống cầm để che lại. Và sau khi đeo xong như thế này, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào khẩu trang, vì chạm vào á, khẩu trang sẽ bị dơ và tay chúng ta sẽ có thể lây nhiễm các virus ở trên khẩu trang này. Trong suốt thời gian đeo khẩu trang, tuyệt đối, xin lặp lại một lần nữa, không được dùng tay chạm vào bất cứ vị trí nào của khẩu trang. Đừng có cảm giác ngột ngạt, phải tập làm quen với việc đeo khẩu trang. Xin lặp lại, vị trí khẩu trang chiếm 2/3 của sóng mũi, ở bên dưới là phủ luôn cái cằm, thì mới có thể tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Sau đây là cách tháo bỏ khẩu trang sau khi sử dụng khẩu trang, hoặc thấy khẩu trang đã cũ, bị ẩm nước, hoặc là có cảm giác khó thở, nghĩa là khẩu trang đã cũ cần phải thay khẩu trang mới hoặc không cần thiết sử dụng nữa, thì tuyệt đối không được dùng hai tay đụng vào khẩu trang như thế này, mà phải đưa hai tay ra vị trí hay lỗ tai, tháo ra như thế này. Thì nếu như khẩu trang này có dính các loại virus sẽ không lan truyền vào trong hai bàn tay của chúng ta. Đặt khẩu trang này vào trong một thùng rác an toàn, sau đó dùng tay với xà phòng rửa thật sạch bằng nước sạch. Sau khi rửa bằng nước sạch xong, lấy khăn lau sạch tay, thì việc tháo mở khẩu trang mới được an toàn.
Nên nhớ rằng đó, mỗi một khẩu trang chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất và phải bỏ vào trong thùng rác an toàn để không lây nhiễm tất cả những người thân và những người đang ở xung quanh chúng ta. Rất mong chư Tôn Đức Tăng Ni, các quý Phật tử và mọi người hãy ý thức về sự an toàn của bản thân mình cũng như mọi người xung quanh. Khi đến những nơi công cộng đông người, thầy hãy cố gắng bảo vệ mình và mọi người bằng cách đeo khẩu trang đúng cách như vừa hướng dẫn nêu trên. Rất mong quý vị trong những ngày đầu xuân 2020, khi dịch phổi corona chủng loại mới được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố vào lúc 3 giờ sáng ngày 31 tháng 1 2020 hôm nay là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, tất cả chúng ta không nên ỷ lại và hãy tự bảo hộ mình cũng như bảo hộ mọi người xung quanh. Vì theo Đức Phật, mạng sống con người là rất quý báu. Có được mạng sống này, một phần chúng ta nhờ vào công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vốn rất là thiêng liêng, mặt khác là vì chúng ta có phước báo được sinh ra với tư cách là con người. Hãy bảo vệ mạng sống của chính mình và những người xung quanh với sự cẩn trọng nhất, tôn trọng nhất, để sự sống này mang lại hạnh phúc cho chúng ta và mọi người xung quanh. Vì là Phật tử thì chúng ta hãy thực tập bài kinh Từ Bi trong quyển Nghi Thức Hộ Niệm Cầu An do tôi phiên dịch giảng hành năm 1998, tái bản năm 2019. Quý vị hãy thực tập truyền năng lượng Từ Bi đến với tất cả mọi người, mọi loài trên quả địa cầu này, để mong cầu thế giới hòa bình, đất nước phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an, và mong sao dịch phổi chết người corona chủng loại mới sớm tìm ra được vaccine ngăn ngừa và thuốc đặc trị, để sự sống thật sự trở nên an bình và không còn bất cứ một người nào nữa phải chết về dịch bệnh này. Do đó rất kính mong mọi người hãy thực tập tâm từ bi, truyền bá các thông tin bảo hộ ngăn ngừa dịch phổi corona này để sự an toàn tuyệt đối xảy ra đối với tất cả mọi người. Rất mong chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phật tử và mọi người hãy cẩn trọng. Kính chúc mọi người được an lành, hanh thông, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển và an toàn tánh mạng tuyệt đối. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Người sáng suốt cầu mong hạnh phúc, hưởng hòa bình cực lạc niết bàn. Thuận nhu, chính trực đoan trang, hiền lương khiêm tốn, đối nhân dung hòa. 2. Sống cao cả kiên trì mục đích, an cõi lòng chẳng thích rộn ràng. Luôn luôn làm chủ giác quan, không còn liều lĩnh dục trần tránh xa. 3. Không hành động xấu tà nhỏ nhít, khỏi sợ ai chỉ trích phê bình. Cầu mong tất cả chúng sinh
tươi vui khỏe mạnh, tinh thần lạc an. 4. Con cầu nguyện sinh linh bốn loại, sống ở đâu trên cõi trần gian, béo gầy, lớn nhỏ mạnh lành, khắp nơi đều được bình an cõi lòng. 5. Có hình tướng hoặc không hình tướng, ở gần ta hoặc sống xa ta, đã sinh hoặc sắp sinh ra, an khang hưởng được hà sa phước lành. 6. Không lừa dối vì tham lợi ích, không khinh người chẳng thích ba hoa, khi vui lúc giận buông thư, không gây tổn hại tâm từ rải ban. 7. Như từ mẫu tình thương lai láng, xem chúng sinh bình đẳng như con, cho dù thân mạng thương vong, chở che giúp đỡ tình thương tràn đầy. 8. Rải từ ái khắp nơi vũ trụ, trùm mười phương khoảng giữa hư không, không còn chướng ngại trong lòng, không hờn không giận, không vương hận thù. 9. Nhìn chính niệm mỗi khi đi đứng, lúc ngồi nằm vận động tay chân, định thiền tu tập chú tâm, sống đời cao cả, thanh nhàn thảnh thơi. 10. Đừng lầm lạc vào dây tà kiến, đạo đức dày tuệ giác sáng soi, ái tham dứt sạch thảnh thơi, luân hồi kết thúc an vui niết bàn. 11. Người tu tập từ tâm vững chãi, 11 điều lợi ích sau đây, lên giường thì ngủ rất nhanh, đầu hôm thức giấc tinh thần lạc an. 12. Không ác mộng làm tâm sợ hãi, được mọi người quý mến thương yêu, long thiên hộ pháp thường theo, phi nhân kính trọng, gặp nhiều thuận duyên. 13. Lửa thuốc độc kiếm gươm khó hại, vừa tập trung liền được nhất tâm, vui tươi thần thái nhẹ nhàng, vãng sinh nhanh chóng, tái sinh cõi trời.